Nhưng con gặp mãi con có trống. Thôi con đã. Tiếng mà mình leo hang lúc đấy là đoàn nhà mình tất cả các bác anh chị là bỏ một hang, thế là mỗi một hang chúng ta leo vào khoảng tầm 50 phút, mà chúng ta mới leo có một hang là chúng ta đã bỏ mất đi gần 50 phút rồi. Nhưng mà thắc mắc là hang là tuy hế bà là 140, bà được miễn giảm một nửa, đúng rồi, 145.000 là ông với bà là 145.000 được miễn giảm một nửa, mà còn 290 của một người là bình thường. Chứ còn không còn cái động nào nữa. Dạ, động sẽ còn của tuyến khác ạ. Tuyến hai là chúng ta sẽ không có đi cái này, sẽ không vào thiên cung lò gỗ của đấy, mà chúng ta chỉ đi ba hòn đá và chúng ta đi thẳng ra ngoài là hang động sửng sốt ở bãi tắm thi tốt. Có lịch trình tắm này đúng không? Vâng. Đây lịch trình tắm đây chúng ta không có. Đây mấy anh em chụp tấm ở đây đi, có chống một mái biểu tượng của Vịnh Hạ Long. Chụp nước tấm ở đây. Bố rằng dưới. Và ông lên. Lên làm tấm cuối cùng. Vâng. Bố ơi. Bố ơi. Em chụp tấm bố. Anh chụp hai cục về chơi đó. Hai cục nữa. Con trồng con mái đó. Đẹp đấy. Cũng đẹp, tượng tương đấy. Ê, nhúng thì là tượng tương đó, anh nhúng. Tuy nhiên bỏ quá một tháng. Một tháng vô đó, ngại vô hết với tôi, sợ tôi dầm vụ. Thế? Con tượng tượng đi đẹp cho chủ ní đã thấy không? Con trọng con ngoại. Chị bạn lấy liên à? À. Đây anh chị nhà mình nhá, đây là điểm cuối cùng của mình rồi, còn chống một mái và đây cũng là điểm cuối cùng. Đây kết thúc đây thì anh chị nhà mình tranh thủ ngắm cảnh chụp ảnh đi, rồi xong là tàu sẽ quay đầu về trong bến. Thời gian từ đây là sẽ khoảng 30 đến 40 phút đổ lại. Anh chị có phải gọi xe thì gọi trước. Và không phải nhiều khi là lại vào bến lại phải chờ xe. Vâng vâng vâng. À, về bỏ qua một tháng mà không lon vỗ, mà tôi cũng giảm vỗ này, tôi vỗ mà chắc tôi sợ quá. Thôi mệt. Rồi, mấy trăm nghìn hết rồi. Ơ. Cái này dâm xa, ở đâu không nghe là đẹp. Đây rồi đi 3 người à? 3 người. Đi taxi không? Có, taxi ở nhà. Thank you.
lên kết thúc. Em cứ đi mà lia lia để ai xong chứ được. Đi giữa, giữa đâu có chứ. Ê, đừng có quay ra đâu có chứ. Quay đưa lên. Lên kết thúc. Thuyền là